đều sẽ xem mọi người lắm. Ad mở lợi ích lợi đi. Xuyên đi ạ. Xuyên tay lỡ. Siêu phẩm hàng mới về. Xuyên mặc lên người bao giờ cũng dễ chịu hơn. Nó có bó đâu. Ừ. Cái dáng này dáng dài thế này. Ok, chào tất cả các chị em này. Ngày hôm nay hàng mới về rất là nhiều cho nên em sẽ mở ra cái chương trình bán giá rất là yêu thương cho các chị gái luôn. Rồi ok, chị gái nào ngày hôm nay muốn mua con váy này với giá chỉ mấy chục nghìn, nhanh chóng tập trung cho em xin dấu chấm tương tác hoặc cái vẫy tay để biết đường truyền đang tốt được không ạ? Rồi ok, váy ren ngày hôm nay các chị sẽ được mua với giá chỉ với giá là 29.000 một chiếc và 50.000 cho hai chiếc. Các chị có thể chọn combo 50.000 cho hai chiếc, một body và một xòe. Được chưa nào các chị ơi, tập trung một cho em. 29.000 một chiếc và 50.000 cho hai chiếc chỉ có trong 10 phút đầu livestream mà thôi, được chưa nào? Đúng rồi, cho nên là đầu tiên chị gái nào mình đang tham gia số livestream đặc biệt ngày hôm nay của bên em. Hôm nay toàn bộ là những cái mẫu hot các chị gái nhá. Toàn bộ là những cái mẫu hot mới về. Thì hồi xưa bên em có thiết kế dáng tay cộc, nhưng mà rất là nhiều chị gái hỏi em là thế bên em có cái váy này có dáng tay xòe không hoặc là dáng tay lửng không. Thì ngày hôm nay bên em về đấy ạ. Ngày hôm nay bên em về mở ra một cái chương trình ưu đãi đặc biệt là bán giá là bao nhiêu tiền ạ? 29.000 một chiếc và 50.000 cho một đôi. Áp dụng cho chị gái nào mình tham gia từ đầu buổi livestream, ok chen nha. Đúng rồi, ok đúng rồi này. Rồi, ok thấy chị gái Bùi Quỳnh Diễm rồi, Mai Hương, Bùi Thị Kỳ Loan rồi. Ok đúng rồi. Các chị ơi tập trung vào cho em ạ. Rồi ok đúng chỉ rồi. Có 29.000 một chiếc thôi. Đẹp các quá. Chị ơi, đầu tiên ok rồi, đã chia sẻ rồi ạ, rất là nhanh nhẹn luôn. Đầu tiên mình chỉ cần comment cho em đúng cú pháp cho em là 29k cộng một màu cộng xuân thoại và 50k cộng hai màu cộng xuân thoại. Các chị nhớ giúp em này, hôm nay các chị có thể mua được hai chiếc với giá 50.000, một dáng body, một dáng xòe để mặc thay đổi, hoặc là mua một xòe một body tùy các chị. Mua một chiếc chỉ 29.000 và mua hai chiếc chỉ 50.000 thôi, được chưa nào? Đúng rồi, 29.000 một chiếc và 50.000 cho một đôi. Áp dụng các chị gái nào mình đã có đơn hàng ở đầu buổi livestream ngày hôm nay các chị gái nhỉ. Các chị gái mình vào đông đông đi rồi em bắt đầu phổ biến cấu trúc đơn hàng để cho tất cả các chị gái mình có thể biết và làm theo, đỡ phải em phổ biến nhiều lần các chị gái nhỉ. Đầu tiên này, để mua được váy nhen nam mặc với giá là 29.000 một chiếc, chị gái nào mình mua một đôi có thể chọn lựa một xòe nhen nam mặc và một dáng body như mà nàng nam mặc. Đấy, đúng cứ rồi, mua okay, một đôi là 50.000 nhá. Ok chị gái Bùi Quỳnh Diễm thiếu số điện thoại, chị gái ơi nhớ giúp em này. 29.000 một chiếc và 50.000 cho hai chiếc, các chị có thể chọn màu chọn size thoải mái. Nhớ giúp em mình phải comment đúng cho em 29k cộng một màu cộng số điện thoại, 50k cộng hai màu cộng số điện thoại. Nếu các chị không có cho số điện thoại ở đây, bên em không thể nào mà liên lạc được, mất rất là mất thời gian, được chưa nào? Các chị nhớ giúp em này, em chỉ bán 29.000 trong vòng đúng 10 phút đầu livestream thôi. Chị nào để lại đúng cú pháp giúp em là mình chuẩn bị có đơn hàng. Nhớ giúp em là khi nào nổi lên 50 đơn hàng em bắt đầu chốt cho các chị luôn. Các chị nhớ giúp em này, tập trung comment cho em 29k cộng một màu cộng xuân thoại, 50k cộng hai màu cộng xuân thoại. Đúng rồi, và sau đó quay ra chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em tối thiểu 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm để mình được chốt đơn hàng các chị nhỉ. Đúng nhưng rồi. Cái comment đặt hàng đầu tiên ở đầu số livestream ngày hôm nay và chia sẻ livestream là chắc cú là mình được đặt hàng rồi các chị nhỉ. Nhớ chia sẻ và chia sẻ rồi cái chào tất cả các chị đúng rồi này. Đầu tiên thì mình cứ comment đơn hàng ở trên này giúp em đúng được chưa nào? Đầu tiên các chị cứ comment ở đơn hàng giúp này để em áng chừng là được bao nhiêu đơn hàng. Sau đó là các chị mới quay ra chia sẻ được chưa nào? Mục đúng đích rồi. Chính của em này hôm nay là chúng ta sẽ săn váy đẹp giá rẻ chứ không phải là mình cứ quá là thiết tha quá, được chưa nào? Đúng rồi, váy cực kỳ là đẹp, hàng ren của bên em hoàn toàn 100% là ren cao cấp các chị gái nhỉ. Ren cao cấp đầy đủ hai màu luôn. À, đấy. Đấy, đúng rồi các chị ơi, đầy đủ là 5-6 màu luôn và đủ 4 size luôn các chị nhá. Nhớ giúp em này. Rồi ok.
Ôi, 29.000 hôm nay đúng rồi, em chỉ bán có 29.000 cho một chiếc mã mới về thôi chị ơi. Đúng rồi, 29.000 và chỉ 29.000. Màu mã size số lựa chọn thoải mái cho em. Chỉ cần cho chị gái mình để lại cho em đúng câu chấp hàng. Đúng rồi, chính là gì ạ? Ok, đúng đấy. Rồi, bắt đầu gần được 10 đơn hàng các chị ơi, các chị tập trung cho em. Khi nào đạt đủ 50 đơn hàng em bắt đầu chốt nha chị nha. Đạt đủ 50 đơn hàng giúp em. Máy rất là xinh luôn các chị nhớ giúp em này. Nhớ giúp em là comment cho em đúng cú pháp 29k cộng một màu cộng xuân thoại có tất cả là 5 màu. Màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu trắng, màu da được chưa nào? Cả hai mã đều có đủ 5 màu và 4 size được chưa nào? Đúng rồi. Cả hai mã đều có đủ 20 sự lựa chọn cho các chị đúng gái đúng luôn. Đúng rồi, 4 size đó là size S, size M, size L và size XL. Trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65kg bao vừa cho tất cả các chị gái mình luôn. Chị gái nào mình ưng mã sản phẩm này nhanh chóng để lại cho em đúng câu chúc hàng đó chính là gì ạ? 29k kèm một màu cộng cho em số điện thoại, 50k kèm hai màu cộng cho em số điện thoại. Sau đó quay ra chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em tối thiểu 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm để mình được chốt hàng. Bao giờ 50 đơn hàng bắt đầu nảy lên em bắt đầu chốt các trái nhỉ? Cho nên là bây giờ các trái mình nhanh chóng để lại cho em đúng câu chốt hàng. Hiện tại bây giờ đang còn ít người thì em còn vẫn còn nhìn thấy comment của các chị gái. Còn khi mà nhiều người xem em sẽ không nhìn thấy bất kỳ comment của các chị gái đâu. Cho các chị gái nhanh chóng quay ra chia sẻ live stream để tránh trường hợp bị ẩn comment các trái nhỉ? Rất là đơn giản thôi, làm đầy đủ và đúng hai bước ở đầu live stream mình chắc cú là mình được tặng luôn này. Đúng rồi, bán okay, đúng tặng rồi nhá. 29.000 em khuyên các chị nên đăng ký cả hai chương trình, một chương đúng trình rồi. Là 29k và một chương trình là 50k để làm sao đúng mà rồi. Mình được lên đơn hàng được chưa nào? 29k cộng một màu cộng số điện thoại và 50k cộng hai màu cộng số điện thoại. Và hôm nay chỉ bán cho chị nào đạt để đúng cú pháp cho em được chưa nào? Ok, đúng thấy rồi. Gương Gam này, thấy Ti Ngân Nguyễn bạn này đúng rồi. Các chị gái đã chia sẻ chưa ạ? Ok, đã chia sẻ rồi. Comment thêm cho em chữ đã chia sẻ vào đây để bên em chuẩn bị chốt. Các chị tag một vài người bạn vào đây để tất cả mọi người đều được mua giá rẻ được chưa nào? 10 phút đầu tiên sẽ được chốt hết được chưa nào? Đúng rồi, 10 phút đầu tiên cứ chị gái nào mình để lại đúng cấu trúc và quay ra chia sẻ là bên em chốt các trái nhỉ? Chia sẻ tăng cho em bạn bè người thân vào đây đi để rủ nhau cùng chung một đơn hàng để đỡ tiền ship các trái nhỉ? Giá quá là ưu đãi thôi, 29.000 vài chục nghìn một con váy này, liệu nó có thật không ạ? Rồi ok, ngày hôm nay là thật luôn các trái nhỉ? Ok này, đúng rồi, Mai Hương em thấy chị gái này, chị gái nào mình đã chia sẻ buổi live stream ngày hôm nay nhanh chóng comment cho em chữ đã chia sẻ nó các trái ơi. Chị gái nào mình đã chia sẻ buổi live stream ngày nay đầy đủ 12 lần hội nhóm và trang cá nhân rồi, nhanh chóng để lại cho em đúng rồi. Ok, chào chị gái Khoa Kim này, đúng rồi các chị gái ơi, em bắt đầu thấy bây giờ nó mới chỉ có 20 đơn hàng thôi, các chị gái cố gắng cho em, comment cho em đúng cú pháp và tag một vài người bạn vào đây cũng như là chia sẻ buổi live giúp em để đông đảo mọi người để đạt đủ 50 đơn hàng em có thể bán cho các chị với giá này. Còn nếu mà không đủ 50 đơn hàng làm sao mà bán với giá này, lỗ vốn sấp mặt luôn các chị nhá. Rồi ok các chị ơi, nhớ giúp em này, chia sẻ buổi live 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm rồi quay lại đây em chuẩn bị quay vào chốt cho các chị. 50.000 và 29.000 em sẽ chốt hai chương trình. Một chương trình là 29.000 một chiếc và một chương trình là 50.000 cho hai chiếc. Chị gái nào hôm nay muốn mua váy ren hàng đẹp giá rẻ, ở lại livestream thì nữa em bán giá sập mặt sập sàn cho các chị luôn được chưa nào? Đúng rồi này, ok cho em này, đúng rồi, chị gái Hồng Hoa đã chia sẻ livestream cho em đi nào. Chị gái nào mình đã chia sẻ đầy đủ 12 lần nội nhóm và trang cá nhân rồi, nhanh chóng comment cho em chữ DC và S nghĩa là đã chia sẻ để bên em có thể vào trang cá nhân kiểm tra xem các chị gái đã chia sẻ chưa được chưa ạ? Ok này, hiện tại bây giờ hệ thống kia bên em đang báo lên là phải đến 70-80% các chị gái mình mới chia sẻ có 5-6 lần, nhiều nhất là 8 lần lên thành công thôi. Cho nên là các chị gái để tránh trường hợp là chia sẻ những hội nhóm mà bị chặn ý, chia sẻ cho em hội nhóm nào mà nó đúng không rồi, cần chờ ok các nhá. Chị gái đã chia sẻ chưa thì comment cho em chứ đã chia sẻ vào đây. Và nhớ giúp em là hàng mới về bao giờ em cũng sẽ tặng free cho các chị 3 suất váy free cho 3 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới, nhớ giúp em nhá. Ok này, em từ nãy giờ em mới chỉ thấy đơn hàng của mười mấy chị thôi, các chị cố gắng cho em, mình muốn được mua với giá rẻ, mình lên view lên xe cho em là em bán hết cho các chị với giá rẻ. Còn nếu mà mình không lên view lên xe được thì mình làm sao mà được chốt với giá rẻ nào các chị ơi? Đúng rồi này, ok này, đã chia sẻ. Ok chị gái này, Bùi Thị Loan em thấy nhá, em thấy tất cả các chị gái mình đang tham gia live stream ngày hôm nay luôn này. Nhật Lê em thấy này, 29.000 thôi các chị gái ơi, 29.000 chưa bao giờ và chưa ở đâu bán một cái váy này với giá là 29.000. Nhưng hôm nay tại Borao bên em bán cho những chị gái nào mình chia sẻ livestream ở đầu livestream. Đúng okay rồi, ok em mới thấy ở đây tất cả có tới 4-5 chị comment chữ đã chia sẻ thôi, tức là rất ít chị đã chia sẻ được chưa nào. Các chị nhớ giúp em là ngày hôm nay em bán hàng đẹp giá rẻ,
mà chỉ bán cho chị gái nào chia sẻ mà thôi. Nếu các chị không chia sẻ tí nữa ở lại mua với giá sale cho em. Không chia sẻ tí nữa mình ở lại mua với giá sale chỉ có 100 bạc một chiếc váy ren thôi. Chỉ có 100 bạc một chiếc váy ren thôi. Ok, Bùi Diễm Quỳnh có thấy nhá chị nhá. Các chị yên tâm, bên em có thấy. Bên em đang để cho các chị cái thời gian vài 3 phút đầu tiên để mọi người tập trung và chia sẻ cho em này. Đúng rồi, cho các chị tập trung này. Tập trung bình tĩnh quay ra chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em. 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm đi nào. Chị gái nào mình đã chia sẻ đầy đủ. Lưu ý cho em, bên em chỉ tính lượt chia sẻ lên thành công thôi. Không tính những lượt chia sẻ đang chờ phê duyệt hoặc là chưa lên thành công các chả nhở. Ok này, hiện tại bây giờ đang 43 đơn hàng đã nảy lên rồi. 43 đơn hàng đã nảy lên rồi, còn đúng 7 đơn hàng nữa thôi là em chốt hàng này. Ok này, chị gái Tina Nguyên đúng Phạm rồi, đấy nhá. Đúng rồi, các chị ơi nhớ giúp em này. Mình muốn được mua giá rẻ. Ấy, váy ren này, váy ren hàng thiết kế tay lỡ cực kỳ là xinh luôn, có tất cả là 5 màu, màu đen, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu da. Rất là xinh luôn, đủ size S, M, L, XL từ 40 đến 65 cân. Đặc biệt hàng nhà em là hàng thiết kế vải nhập khẩu trực tiếp từ Quảng Châu và được gia công và thiết kế từ Việt Nam. Đúng rồi, váy 29.000 không đủ tiền công may các chị nhá. Nhưng mà ngày hôm nay 10 phút đầu livestream em sẽ bán cho chị gái nào tương tác, bán cho chị gái nào chia sẻ buổi live ngày hôm nay với em. Cái gì có giá của nó, có đi có lại mới toại lòng nhau. Chị nào chia sẻ livestream em bán với giá rẻ, chị nào không chia sẻ tí nữa ở lại livestream em bán với giá xả các chị luôn. Nhớ giúp em này, máy này của bên em từ 280 ngày hôm nay em xả hết tất cả chỉ với giá 140, nhưng đầu livestream em sẽ bán cho chị với giá là 29.000. 29.000 một chiếc và 50.000 cho hai chiếc cho chị gái nào chia sẻ. Chị gái nào muốn mua 50.000 hai chiếc thì chị gái đấy tập trung vào cho em chia sẻ gấp đôi chị em 29.000. Và nhớ rồi em, ngày hôm nay em sẽ chốt hai chương trình. Các chị gái nào đã chia sẻ rồi đăng ký cả hai chương trình giúp em là chương trình 29.000 một chiếc và chương trình 50.000 cho hai chiếc. Biết đâu mình trượt 59 à trượt 29 mình lại được 50. Biết đâu mình trượt 50 mình lại được 29 được không nào? Ok, em thấy các chị luôn này. Máy này của bên em từ 280 em xả còn 140. Nhưng mà bây giờ em đang chuẩn bị chốt các chị với chương trình với giá chỉ có mấy chục bạc. Với giá chỉ có 29.000 bạc thôi. Cho nên là chỉ những chị nào chia sẻ mình mới được mua giá rẻ. Còn nếu mình không chia sẻ mình ở lại mua với giá sale là 140.000 cho em được chưa ạ? Đúng okay, rồi. Ok này, em bắt đầu thấy rất nhiều chị bắt đầu comment đơn hàng rồi ạ. Comment nhanh cho em là 29k cộng 1 màu cộng số điện thoại, 50k cộng 2 màu cộng số điện thoại và chia sẻ đủ 2 lần về tường cá nhân, 10 lần với các hội nhóm giúp em được chưa ạ? Đúng rồi này, ok chị gái Hồng Hà này, em thấy này, hiện tại bây giờ những chị gái nào mình đã chia sẻ đầy đủ 12 lần, nhanh chóng comment cho em chứ đã chia sẻ để ngay bây giờ đây bên em có thể quay ra chốt luôn các chả nhá. Lưu ý cho em, rồi livestream là mình mất cơ hội các chả nhá. Rồi livestream là mình mất cơ hội, cho nên là mình đã tích cực xem livestream từ đầu đến thời điểm này rồi thì cố cho em thêm một vài phút nữa thôi là bên em sẽ gọi tên những chị gái mình được mua về giá rẻ. Các chị gái nhớ giúp em này, chị gái nào không có hội nhóm để chia sẻ và không thích chia sẻ ở lại livestream tí nữa em xả từ 280 xả còn 140 các chị nhở. Xả từ 280 xả còn 140. Chị gái nào ngày hôm nay muốn mua thì phải nhanh chóng đặt hàng, nhanh chóng tham gia buổi live ngày nay rồi. Ok các chị ơi, nhớ giúp em này, đầu tiên em sẽ bán cho các chị với giá chỉ mấy chục bạc là 29.000 cho chị gái nào chia sẻ buổi live. Ai chia sẻ đủ 10 lần là mình chuẩn bị được chốt, ai không chia sẻ đủ 10 lần comment bị ẩn đi, tí nữa ở lại livestream mua với giá xả cho em được chưa nào. Còn bây giờ em chuẩn bị quay vào chốt, chỉ còn có 2 phút nữa thôi là kết thúc cái chương trình bán với giá khởi điểm là 29.000 và 50.000 cho hai chiếc. Các chị nhớ giúp em nhá, chị nào muốn mua 29.000, đây là mình đang săn nhá. Đây là mình đang săn váy ren thiết kế với giá 29.000 và 50.000. Chứ thực sự đúng thật 29.000 và 50.000 không đủ tiền kéo khóa luôn. Không đủ tiền khóa kéo ở đằng sau lưng luôn. Đấy các chị nhá, mà ngày hôm nay các chị sẽ được mua với giá quá là đẹp luôn. Ok đúng rồi, em bắt đầu thấy đơn hàng nổi lên rồi. Em đã thấy gần đủ 50 đơn hàng nổi lên rồi đó, các chị tập trung vào cho em. Chỉ còn có 1 phút 30 giây cuối cùng để các chị quay vào chia sẻ đủ 2 lần về tường cá nhân, 10 lần với các hội nhóm đi nào. Đúng rồi, em sẽ phổ biến lại tất cả màu của nó các chị ấy nhỉ. Váy ren thiết kế như em đang mặc có đầy đủ tất cả là 5 tông màu. Em đang mặc trên người đây là tông màu đen, mà anh đang mặc trên người đó là tông màu đỏ. Ngoài ra còn có tông màu hồng này, màu trắng, màu đen và cuối cùng là tông màu da. 5 màu, 4 size S, M, L cho tới XL từ 40 đến 65kg. Các chị gái mình mặc bao vừa cho em con váy này. Đặt hàng chốt nhanh cho em nhé. 4 màu đúng rồi.
À, các chị chỉ cần comment cho được em rồi. Ok, 55 cân thoải mái, từ 40 đến 65 cân nhá. Chị nào không ngố hội nhóm chia sẻ ở lại livestream em bán với giá xả được chưa nào? Bây giờ em chuẩn bị tập trung quay vào chốt, chỉ còn có một phút cuối cùng. Một phút cuối cùng, các chị gái nào chưa chia sẻ nhanh chóng vào chia sẻ. Chị gái nào đã chia sẻ rồi thì comment cho em đúng cú pháp giúp em là mình chuẩn bị được chốt với giá rẻ. Chị nào không tí nữa không may mắn được chốt với giá rẻ ở lại mua với giá xả cho em chỉ 140 có 100 bạc thôi. Chỉ có 208 ngày nay xả có 140 thôi. Toàn bộ xả hết với giá sốc tận óc luôn các chị được chưa nào? Ok các chị tập trung vào cho em nào, chỉ còn có mấy chục giây cuối cùng thôi. Chị gái nào chia sẻ chưa nào? Ok này, không chia sẻ giá 208 xả còn 140 ạ. Không chia sẻ ở lại livestream mua với giá xả 140.000 được chưa nào? Đúng rồi, bây giờ sẽ còn 15 giây cuối cùng các chị nhá. 15 giây cuối cùng bắt đầu đếm ngược kể từ giây phút này. Chị gái nào mình chưa chia sẻ livestream thì nhanh chóng quay ra chia sẻ livestream này. Chưa comment đặt hàng nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đặt hàng. Đúng duy nhất 10 giây cuối cùng các chị nhá. 10 giây cuối cùng em xin phép được chốt đơn hàng đúng này. Rồi. Chị gái nào em gọi tên nhanh chóng chụp ảnh màn hình số lượt chia sẻ vào inbox cho bên em. Sau 5 giây không thể chụp ảnh màn hình vào inbox cho bên em lập tức hủy đơn nha. Đúng rồi. Máy gen ngày hôm nay bên em toàn bộ là đồng xả từ 208 xả còn 140. 208 xả hết còn 140 cho cả hai mã sản phẩm. Nhưng mà đúng đầu rồi. Tiên các chị ơi đúng rồi lấy ở 140.000 các chị ơi. 208 xả còn 140, chị nào tí nữa muốn mua hàng ở lại livestream em đọc cú pháp mới đặt được hàng được chưa nào? Mới được mua với giá xả được chưa nào? Ok các chị ơi, đầm đằng sau là 140 hết các chị ơi, đồng xả 140. Ok em có thấy các chị luôn này. Ok em có thấy tất cả các tình yêu luôn này. Tình yêu nào chưa chia sẻ tập trung vào chia sẻ cho em để em chuẩn bị quay vào chốt. Chị gái Thu Trang chờ một chút em quay ra bán hàng được chưa nào? Ok các chị ơi, tập trung vào cho em, các chị đã chia sẻ chưa nào? Các chị gái đã chia sẻ chưa nào? Bây giờ em sẽ chốt hai chương trình các chị nhá. Chốt hai chương trình cho các chị gái luôn, đấy là chương trình 29.000 và chương trình 50.000. Các chị chia sẻ và lên view lên share cho em. Chị gái đầu tiên được em đọc tên đấy chính là chị nào đây? Chị gái đầu tiên đấy chính là chị Giọt Lệ Đắng các chị nhá. Giọt Lệ Đắng em quay màn hình chủ đây, em quay màn hình chủ đuôi đuôi số điện thoại 6690 rồi ok Giọt Lệ Đắng. À, được mua cái chương trình là 29k rồi ok. Bây giờ em xin phép chốt tiếp một chương trình 50k cho hai chiếc. Nếu những chị nào em đọc tên không đủ số lượt chia sẻ em lập tức hủy đơn hàng được chưa nào? Chị tiếp theo là chị Thà rồi ok. Chị tiếp theo là chị nào đây? Chị tiếp theo là chị Thái Bình này rồi ok. Chị Thái Bình. Chị Thái Bình chương trình 50k hai màu đỏ đen rồi ok. Chị gái Thái Bình em quay màn hình chủ luôn. Rồi ok các chị ơi tập trung vào cho em này, lên view lên xe em quay ra bán hàng. Lên view lên xe bắt đầu chốt tiếp cho 5 người nữa và nhớ cho em, em sẽ dành tặng 3 suất váy cho 3 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới. 3 suất váy free được chưa nào? Còn bây giờ em sẽ mở ra một cái chương trình đồng xả. Đúng rồi, bây giờ bên em xin phép được quay ra một cái chương trình tiếp theo. Đó là chương trình thứ 3 các chả nhỉ. Đồng xả toàn bộ tất cả những mã váy gen xuất hiện trong livestream ngày hôm nay. Từ 280.000 ngày hôm nay giảm toàn bộ chỉ còn là 140.000. 140.000 và chỉ 140.000. Áp dụng các chị gái nào mình để lại cho em đúng cấu trúc đặt hàng và đúng quay rồi, ra chia sẻ một rồi. Lần livestream nha. Đúng rồi, các chị ơi nhớ giúp em này, mình chỉ cần chia sẻ cho em một lần với các hội nhóm và một lần trên trang cá nhân đúng là rồi. Mình sẽ được mua với giá xả. Đồng xả từ 208 xả còn 140. 208 ngày hôm nay em xả cho các chị gái còn 140 một chiếc váy ren. Đồng xả các chị nhá, từ 208 xả còn 140, áp dụng cho chị gái nào chia sẻ buổi live một lần về tường cá nhân và một lần về các hội nhóm giúp em là mình được mua với giá xả. Từ 208 mình được giảm ngay 140.000 khi đặt hàng. Đặt hàng comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng điện thoại cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng điện thoại là các chị được mua với giá xả. Chị nào mà không comment đúng cú pháp là mình ở lại mình mua với giá 280.000 cho em đúng được chưa? Đúng rồi, em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm xòe các chả nhá. Em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm xòe. Thiết kế giá ôm phần trên và xòe phồng tự nhiên ở phần dưới này. Cổ của nó là cổ tim chất liệu hoàn toàn 100% là ren thêu hoa các chả nhá. Từ 40 đến 65 kg là bên em có size vừa cho tất cả các chả em mình luôn. SML cho tới XL. Đem váy xòe nha, nó mặc đầy đủ tất cả là 5 tông màu, đen, đỏ, hồng, trắng và cuối cùng là tông màu da. Thiết kế dáng tay lỡ rất là phù hợp cho thu đông hiện nay. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả váy xòe kèm màu. Đúng rồi, đúng rồi các chị ơi, đúng rồi. Chị nào comment đúng cú pháp là mình có đơn hàng xả váy xòe kèm màu cộng xuân thoại từ 208 xả còn 140. Ai comment đúng cú pháp là mình có đơn hàng. Ai chia sẻ livestream một lần về tường một lần hội nhóm được giảm hẳn 140.000 khi mua hàng còn gì nữa ạ? Xả váy xòe kèm màu cộng xuân thoại, xòe của em có tất cả là 5 màu, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu da và màu đen. Mã bên kia của em là xả cổ V các chị nhá. Đúng xả rồi. Cổ V cộng màu cộng số điện thoại cho em cũng có 5 màu giống xòe và có 4 size luôn. SML, XL.
xả váy kèm màu cộng số điện thoại cho em. Đúng rồi, xả váy kèm màu cộng cho em số điện thoại các chị gái ơi. Hàng đầy đủ size số SML cho tới XL, từ 40 tới 65kg, cam đoan các chị gái mặc bao vừa cho em này. Đặt mã sản phẩm nhanh nào mặc, comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại, xả váy xòe đen kèm số điện thoại, xả váy xòe đỏ kèm cho em số điện thoại, xả váy xòe hồng kèm số điện thoại, xả váy xòe đen kèm cho em số điện thoại này. Đúng rồi, đặt mã sản phẩm nào chốt nhanh cho em. Lưu ý không có chữ xả mua với giá là 280 cho em các chị nhỉ. Không mua chữ xả. Đúng rồi, đấy. Ok các chị nhá, nhớ giúp em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em. Đây là xòe màu đen các chị ơi. Rất liệu gen thêu hoa hồng các chị nhá, chất liệu gen thêu hoa hồng cực kỳ là đẹp luôn. Ấy ở bên trong lớp lót màu da tạo cảm giác liền thân, mình mặc rất là xinh luôn. Thiết kế tay lỡ phù hợp cho mùa thu đông cực kỳ là đẹp. Kể cả hôm nào có trời có lạnh mình khoác thêm một cái cardigan hoặc khoác thêm cái dạ là bao xinh cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng xuân thoại từ 280 xả còn 140. Chị nào chỉ cần đúng rồi. Chỉ cần nhấn cho em một nút chia sẻ vào hội nhóm và một chia sẻ trên trang cá nhân là mình có đơn hàng được chưa nào. Ok này, quà chơi quà Trần, qua Trần Thị có đơn, Đặng Bình Hưng có đơn, Kiều Đặng có đơn, Bùi Thị Kim Loan có đơn, Ngọc Diễm có đơn. Đúng rồi, xả váy xòe kèm màu cộng chúng ta em Dung đang mặc, đây là màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu da và màu hồng. Máy này của bên em từ 40 đến 65 cân các chị nhớ giúp em này, đủ size SML XL, từ 40 đến 65 cân mình có size vừa. Chị nào đặt hàng cứ thế comment cho em đúng cú pháp là mình có đơn hàng. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt size cho mọi đúng người. Đúng rồi này, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em các chị gái nhỉ. 280.000 ngày hôm nay chỉ còn là 140.000. Áp dụng cho chị gái nào mình để lại cho em đúng comment đặt hàng, đó chính là gì ạ? Xả váy xòe kèm màu cộng trên số điện thoại và quay ra chia sẻ buổi live ngày này của bên em một lần về tường và một lần trên trang hội nhóm các chị gái nhỉ. Là đúng mình rồi, được mua okay, cái giá đúng xả rồi này. Đúng rồi, mình chỉ cần chia sẻ có hai nút thôi là mình đã được giảm ngay 140.000 rồi. Còn gì hơn nữa là rồi, ok, xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại. Ok đúng này rồi. Có số điện thoại mình có đơn hàng cho em. Qua Trần Thị em có thấy rồi, em đang lên đơn cho tất cả những chị nào có số điện thoại rồi ạ. Và đúng cú pháp cho em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại, mình comment đúng cú pháp là mình được mua với giá xả được chưa nào. Ok, đặt hàng comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em được chưa nào. Đúng rồi, xòe như nào mặc bảng màu đầy đủ, tất cả là 5 tông màu. Tông màu hồng baby, tông màu trắng, tông màu đen che khuyết điểm, tông màu da trắng da và cuối cùng là tông màu đỏ trái nhỉ. Váy ren với em hoàn toàn đầy đủ 100% là váy ren hai lớp. Chất liệu hoàn toàn 100% là ren thêu hoa trái nhỉ. Đặt hàng chỉ cần comment cho em là gì ạ? Xả váy ren xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. 280 còn 140, 280 còn 140.000 các chị đúng ơi. Rồi, okay, các chị ơi, đúng này. Rồi. Có cái váy ren thiết kế là 140.000 các chị đi ơi, toàn Việt Nam khảo giá cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại ok này. Váy ôm kia của bên em này. Đúng rồi, tí nữa chị nào muốn mua cái váy bên kia xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Tí nữa em sẽ thử cả hai giá cho chị. Chị nào muốn mua cái váy này comment cho em là xả váy xòe, đây là màu đen này, màu hồng, màu trắng, màu đỏ và màu da luôn. Bây giờ em sẽ thử cho chị màu hồng, màu da được chưa nào? Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại, đây các chị có thể nhìn cho em. Hai dáng nha, một dáng ôm và một dáng xòe. Ngày hôm nay toàn bộ đồng xả từ 280 xả còn 140. Chị gái nào đặt hàng comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại hoặc là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Mã nào cũng đẹp luôn. Mặc đỏ đi. Xả váy xòe các chị nhá. Rồi ok, đúng rồi, từ 280 em xả còn 140. Tình yêu nào đặt hàng cứ thế chốt nhanh cho em. Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Xả váy kèm màu cộng số điện thoại. Đây bên này là xòe, bên này 60 cân vừa chị gái ơi. Từ 40 đến 65 cân nhá, SML, XL. Hàng này là hàng mùa thu đông, hàng tay lỡ, đủ size luôn cho các chị gái luôn, mặc rất là xinh luôn. Từ 280 em xả còn 140 cho chị nào để lại đúng cú pháp cho em. Xả váy xòe hoặc là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại được chưa nào. Đấy, ngày hôm nay đồng xả luôn, giá rất là rẻ luôn. 280 em xả còn 140 các chị nhá. Đúng rồi, 280.000 ngày hôm nay bên em xả đỏ toàn xinh quá. Màu đỏ rất là xinh luôn, ok này. Chị Huyền Trang Đinh hỏi gì chị ơi, chị Huyền Trang Đinh hỏi gì live phát trực tiếp chị nhá. Rồi ok, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng xuân đoài cho em Dung đang mặc, đây là xòe màu đỏ cực kỳ là xinh. Với thiết kế cổ viền cong này, cổ viền cong, cổ tim cực kỳ là đẹp và kín đáo, lịch sự vô cùng luôn. Có đủ size SML, XL, dáng váy rất là dài. Em Dung cao 1m7 cho nên mặc trên gối. Tất cả những chị nào cao 1m6 trở xuống mặc bắt đầu chạm ngang củ gối cho em được chưa nào. Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em là gì ạ?
xả váy xòe kèm màu cộng cho em xuyến toàn các trái nhá. Váy xòe như nó mặc đầy đủ 5 tông màu, em và mannequin nó mặc là tông màu đỏ. Ngoài ra còn có tông màu hồng, tông màu trắng, tông màu đen và cuối cùng là tông màu da. Mã sản phẩm váy ôm như mannequin bên tay phải em mặc có đầy đủ 4 tông màu, đó là đúng tông rồi. Màu đen, màu trắng, màu hồng và màu đỏ các trái nhá. Ưng mã sản phẩm nào chốt cho em mã sản phẩm đó. Em khuyên các chị gái nên lấy một xòe một ôm về và mặc thay đổi, bởi vì làm sao? Một xòe một ôm các chị cũng chỉ có cái giá là 280 bằng với một chiếc thôi. Bình thường 280 chỉ mua được một chiếc. Ngày hôm nay 280.000 mình mua được hẳn hai chiếc luôn. Được xả rồi. Váy xòe hoặc là xả váy ôm cộng màu cộng xuân thoại cho em Dung đang mặc. Đây là màu đỏ được chưa nào? Bên em chỉ có size S, M, L, XL từ 40 đến 65 cân các chị nhá. Từ 40 đến 65 cân ok, chào chị gái Út Ánh này. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em. Chị nào mua một chiếc chỉ nói chung là mua hai chiếc chỉ bằng với giá một chiếc ngày xưa thôi. 280 ngày nay xả còn 140 các chị nhìn cho em quá là đẹp này. Quay ngang ngang cho các chị xem này. Đấy, ở cái phần cổ này, phần vai này các chị ơi nhìn cho em này. Đấy, cực kỳ là xinh luôn. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em hàng đầy đủ size số luôn. Hàng đầy đủ size số S, M, L cho tới XL. 5 màu, 4 size, 20 sự lựa chọn cho tất cả các chị gái mình luôn. Cứ chị gái nào mình cứ để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Size số bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho tất cả các chị gái mình luôn. Cho các chị gái mình yên tâm, cứ có mã, cứ có màu và cứ có số điện thoại là bên em lên đơn. Không cần em đọc tên đơn hàng vẫn cứ lên thành công các chả nhở. Comment đúng cấu trúc thì mình mua được với cái giá xả. Comment không đúng cấu trúc vui lòng mua với giá là 280.000 cho em. Và nhớ là chia sẻ một lần trang cá nhân và một lần hội nhóm. Chỉ cần nhấn duyệt hai lần chia sẻ, mình giảm từ 280 ngày hôm nay chỉ còn là 140.000 rồi đấy ạ. Xòe như nó mặc đầy đủ 5 màu, đỏ, hồng, trắng, đen và da. Mã sản phẩm ôm như em mannequin đang mặc có đầy đủ tất cả là 4 tông màu, trắng, hồng, đỏ và cuối cùng là tông màu đen. Ưng tông màu nào chốt nhanh cho em này. Đúng rồi, xả váy xòe hoặc là xả váy ôm cộng màu cộng số điện thoại cho em. Ok này chị gái Kiều Đặng đặt lại cú pháp đơn hàng cho em. Bây giờ sẽ thử cho mọi người màu hồng được chưa nào? Có đủ các màu, cả hai mã đều có đủ các màu. Đây đây đây. Cả hai mã đều có đủ các màu cho mọi người lựa chọn luôn. Xả váy xòe hoặc xả váy ôm có hai dáng cho các chị lựa chọn và hai dáng đều có đủ 5 màu, 4 size, 20 sự lựa chọn cho tất cả mọi người luôn cho em. Xả váy xòe hoặc xả váy ôm cho em được chưa nào, là mình có đơn. Đấy, cực kỳ là xinh luôn. Ai đặt hàng comment chốt nhanh cho em nhá. Đồng xả từ 280 em xả còn 140. Ai đặt hàng là cứ thế comment chốt cho em là cú pháp. Xả váy xòe hoặc là xả váy ôm cộng màu cộng số điện thoại cho em. Toàn bộ là chất liệu gen thêu cao cấp luôn. Toàn bộ chất liệu gen thêu cao cấp từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Xả váy xòe và xả váy ôm cho em nhá. Đấy. Còn đây là chất liệu của váy ôm. Đây là chất liệu của váy ôm này. Các chị nhìn cho em này. Chất liệu gen của váy ôm cực kỳ là đẹp. Gen thêu này, toàn bộ gen thêu sò này. Gen thêu sò cực kỳ là xinh luôn. Từ 280 em xả còn 140. Ok, em thấy chị Nguyễn Cẩm Ngọc này, chị nào có số điện thoại. Rồi ok, xả còn 140.000. Chị ơi, màu hồng quá là xinh luôn. Chị gái nào da hơi ngăm một chút lấy màu hồng và màu be cho em nhá. Lấy màu hồng và màu be cho em. Còn chị nào thích nổi bật lấy màu trắng và màu đỏ. Chị gái nào mà có da có thịt mình lấy màu đen cho em. Nói chung là màu nào cũng đẹp. Đặc biệt là cái thiết kế của em là siêu phẩm luôn rồi. Chị nào lấy con váy này comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em. Có tất cả là 5 tông màu. Màu hồng, màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu da. Đúng rồi, đầy đủ 5 màu và đầy đủ 4 size S, M, L cho tới XL luôn. Chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy xòe kèm màu cộng cho em xới loạn các chả nhở. Thiết kế dáng tay lỡ rất là phù hợp cho thu đông hiện nay. Ví dụ mà tay cộc thì mình mặc hơi lạnh lạnh với thời tiết này đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thiết kế dáng tay lỡ phù hợp thời tiết này. Mặc duy nhất một con váy này là bao ấm rồi, cho em các chả nhở. Ok chị gái quà chuẩn bị rồi. Ok bên em sẽ gọi điện để tư vấn chốt size cho mọi người được chưa nào. Chị nào lấy con này comment cho em là xả váy xòe hồng kèm màu kèm số điện thoại cho em. Ok nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em nhá. Được chưa nào, đặt hàng comment cho em là xả váy kèm màu cộng số điện thoại cho em. Mã này của em là dáng váy xòe, còn bên kia của em là dáng váy ôm. Nhớ giúp em là từ 280 em xả còn 140. Chị nào đặt mã này comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại 280.000, bây giờ giảm còn có 140.000 thôi ạ. Đúng rồi, 280 em nay chỉ còn là 140, 280 chỉ còn là 140 thôi. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy ren xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại đen, đỏ, hồng, trắng và cuối cùng là tông màu da. Váy ôm đầy đủ 4 màu trắng, hồng, đỏ, đen. À đầy đủ 5 màu trắng, hồng, đỏ, đen và cuối cùng là tông màu da.
ưng tông màu nào chốt nhanh cho em là mã sản phẩm, màu yêu thích và kèm số điện thoại là bên em lên đơn. Bên em đang lên đơn cho tất cả những chị gái nào mình để lại đúng mã, để lại đúng màu và để lại đúng số điện thoại đấy ạ. Các chị gái mình nhìn cận cảnh chất liệu gen cho em này, gen hoàn toàn 100% là gen thêu hoa đối với mã sản phẩm xuề. Váy gen của bên em đầy đủ hai lớp các chị gái nhá. Bên ngoài màu gì, bên trong lớp lót màu đó. Riêng màu đen, đen bên trong lớp lót màu da tạo cảm giác liền thân cho em này. Hàng đầy đủ size số nên chị gái nào mình béo mình có thể mặc được cho em các chị gái nhá. Đậm đậm người thì em khuyên chân thành là nên mặc màu đen. Chị gái nào mình da hơi ngăm thì mặc màu trắng hoặc màu hồng thì mặc màu hồng hoặc là màu da thì cực kỳ là xinh này. Chị gái Hiền Nguyễn bổ sung cho em số điện thoại để bên em vào đơn đi chị gái ơi. Đầy đủ mã, đầy đủ màu và đầy đủ số điện thoại là bên em vào đơn này. Ok này, em đang vào đơn tất cả các chị đấy ạ. Cứ có để lại cho em mã, để lại cho em màu và để lại cho em số điện thoại là bên em vào đơn. Việc các chị gái cần làm là chú ý nghe điện thoại, bên em sẽ chốt đơn các chị gái nhá. Đây các chị gái mình, em nhìn cận cảnh cho em này. Thiết kế dáng là dáng cổ tim, yểu điệu, thục nữ và đúng điệu rồi. Đà luôn. Chị gái Hiền Nguyễn bổ sung cho em số điện thoại. Các chị ơi nhớ giúp em là 280 ngày hôm nay em xả còn 140. Được chưa nào? Ok, 280 xả còn 140. Bây giờ sẽ thử cho mọi người màu trắng được chưa nào? Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em, hoặc là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280 em xả còn 140. Chị nào muốn mua thêm đai, muốn mua thêm đai hoặc muốn mua thêm cài hoa là 150.000 cho em được chưa nào? 280 em xả hết còn 140. Chị gái nào muốn mua thêm hoa thêm đai thì thành 150.000 cho em. Và em chỉ bán là kèm thêm cho cái sản phẩm này thôi. Chị nào muốn mua bình thường em đang bán ở bên ngoài là 15.000 một cái đai hoặc là 15.000 một cái cài hoa được chưa nào? Xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Đai em có kèm, kèm nhưng mà thêm cho em 10.000 là 150.000 cho em được chưa nào? Đai là đai da như là hai con mannequin đang mặc các chị gái nhá. Bây giờ em thử màu trắng và màu kem cho em. Từ 280 em xả còn 140.000. Chị nào đặt nhanh thì được, đặt chậm là không có hàng đâu. Ok được chưa nào? Mã sản phẩm xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Ok, chị gái nam mình đặt hàng chốt nhanh cho em các chị gái nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em là gì ạ? Xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn này. Em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm xòe màu đen các chị gái nhá. À xòe màu trắng rất là xinh luôn này. Các chị gái mình có thể nhìn thấy cận cảnh chất liệu cho em này. Đúng rất rồi, là xinh chất luôn. Chất liệu gen thêu quá là đẹp luôn này các chị ơi. Xinh như một công chúa ấy các chị nhá. Kéo cao lên một tí. Đúng rồi. Đó cho chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em đi. Là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Em đang mặc đây là mã sản phẩm xòe màu trắng này. Ngoài trắng bên em còn có da, có đen, có đỏ và cuối cùng là có hồng. Chị gái nào mình ưng con xòe này chốt nhanh cho em là xả váy ren xòe màu trắng kèm cho em số điện thoại các chị gái nhá. Chị gái Đặng Hoa ơi cứ để lại cho em mã là bên em chốt đơn rồi chị gái nhá. Cứ có mã, có màu và có số điện thoại là bên em chốt đơn rồi. Quá là đẹp luôn. Đúng hàng rồi. Đầy đủ size số các chị gái đúng nhá. Đúng rồi, bên em lên đơn trên máy tính cho nên các chị gái yên tâm là mình đã có số điện thoại, mình có đơn hàng các chị nhìn cho em này. Váy chất liệu váy ren thêu này các chị nhìn cho em này, ren thêu hoa này, hoa hồng cực kỳ là đẹp luôn. Cổ viền cong này, rồi ok chị gái Thủy Nguyễn có số điện thoại là có đơn hàng yên tâm nhá các chị nhá. Rồi ok, xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại từ 40 đến 65 cân mình có size vừa cho em. Em xả từ 280 em xả còn 140, xả kiểu như là xả không còn gì để xả nữa luôn được chưa nào? Ok này, đai như hai con mannequin đang đeo ạ. Đai là đai da các chị nhá. Còn đai này là đai chun của em, mẫu em mang đến em tắt cho nó đỡ phải vất vả là cái chuyện mà cài cái khuy khuyết vào thôi các chị được chưa nào? Đai như hai con mannequin đang mặc. Chị nào muốn mua thêm đai và muốn mua thêm cài hoa là thêm 10.000 cho em được chưa nào? Còn váy riêng của em bán em đang xả từ 280 xả còn 140. Bình thường này 280 chỉ mua được một cái, bây giờ 280 các chị gái mua được hai cái. Khuyên các chị gái lấy hai cái mà mặc, một xòe một ôm về mà mặc. Ok chị Hoa Trần Thị đúng rồi. 280 ngày hôm nay xả còn 140.000 được chưa nào? Đúng rồi, 280 ngày hôm nay chỉ còn là 140, 280 chỉ còn là 140 thôi. Chị gái nào mình ưng mã sản phẩm như là mặc chốt nhanh cho em là xòe kèm màu cộng cho em số điện thoại là bên em vào đơn. Đúng rồi, xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em từ 280 em xả màu còn 140. Bây giờ thử xem mọi người màu da. Váy của em có đủ tất cả là 5 màu. Đủ tất cả là 5 màu, màu hồng, màu trắng, màu đen, màu da. Được chưa nào? Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, em có treo đèn đằng sau để cho mọi người thấy cho nó sáng nhá. Rồi ok, mặc ôm chờ một chút em sẽ thử ôm cho mọi người. Các chị cứ ở lại livestream em thử cả hai dáng, biết đâu các chị chọn được cả hai cái mà mặc. Bởi vì dáng ôm kia của em cũng siêu phẩm luôn. Riêng con ôm kia của em thử lên người các chị mê luôn. Được chưa nào? Từ 280 em xả còn 140.000 nhá các chị gái nhá. 280 xả còn 140. Còn đây là chất liệu của váy ôm này các chị nhá. Đây là chất liệu của váy ren ôm này.
Váy gen ôm chất liệu gen thêu họa tiết nhá. Không cái nào giống cái nào cả. Cái kia là gen thêu hoa, cái này là gen thêu họa tiết. Gen thêu họa tiết này của em là dáng ôm, mặc lên người xinh cực kỳ luôn. Bây giờ mặc xòe ra cho các chị đây. Mặc xòe ra cho các chị đây. Ok này, em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm xòe màu da các chị nhỉ. Em đang mặc trên người đây là xòe màu da này. Chị gái nào mà mình bầu bí tầm khoảng 2-3 tháng cũng để mặc được cái xòe này các chị nhỉ. Bởi vì sao cái phần chiết eo này là chiết eo nó trên rốn. Cho nên là các chị gái mình bầu bì nó ở phần này vẫn có thể là ấy được nhá. Và chị gái nào hơi ngăm một chút thì mình lấy màu da hoặc màu hồng cho em. Chị nào thích nổi bật màu trắng, màu đỏ, chị gái nào giấu da giấu dáng một chút thì mặc màu đen cho em. Cực kỳ là đẹp này, phần cổ tim nó thiết kế vừa phải, nó không khoét quá sâu, đủ size SML XL từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em nhá các chị nhá. Đúng rồi, cho nên là còn chị gái nào mình ưng mã sản phẩm xòe này, nhanh chóng chốt nhanh cho em là xòe kèm màu cộng số điện thoại để bên em lên đơn các chị nhá. Em đang mặc đây là xòe màu da này, ngoài ra còn có màu hồng, màu đen, màu đỏ và cuối cùng là tông màu trắng này. Đầy đủ 4 size, 4 sự lựa chọn cho tất cả các chị gái mình luôn. S, M, L, XL, bao size từ 40 đến 65 ký mình có khoảng size vừa cho em. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xòe kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đường các chị nhé. Thiết kế dáng tay lỡ phù hợp cho thu đông hiện nay cho nên các chị gái mình chẳng đúng có một cái lý cả do gì mà không đặt Bắc cả. Trung Nam là mình mặc đều vừa đẹp cho em nhá. Rồi ok, váy xòe từ 280 em xả còn 140.000, tình yêu nào lấy comment chốt nhanh cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em là hoặc là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Chị nào muốn mua thêm đai, muốn mua thêm tắc cài là thêm 10.000 cho em được chưa nào. Nhớ giúp em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em, không thấy bụng chị ơi. Váy xòe không bao giờ lộ bụng rồi. Luôn. Đúng rồi, bởi vì sao cái thiết kế nó xòe này, phần eo nó chiết lên trên rốn, cho nên phần bụng mình ở nằm ở vị trí xòe rồi, cho nên nó sẽ không thấy bụng đâu, chả nhà bụng to không thấy đâu. Ship toàn quốc 30-35 nghìn tùy xa gần cho em nha. Bên em nhận hàng, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Chị nào đặt hàng comment cho em là mã sản phẩm là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 40 đến 65 cân là mình có size vừa SML, XL. Size số bên em sẽ gọi điện để tư vấn ở trên này, bởi vì là nếu mà tư vấn trên này nó hơi bị vội, có thể là size sót, có thể đôi khi là các chị không vừa được chứ nào. Bây giờ em sẽ thử chuyển qua cái mã sản phẩm ôm cho các chị nhá. Bây giờ em sẽ thử cho các chị mã sản phẩm váy ôm này. Váy ôm của bên em cũng từ 280 em xả còn 240 toàn bộ xả còn 140.000 một chiếc thôi. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm. Em khuyên các chị gái lấy một ôm một xòe và mặc, bởi vì là váy này của em toàn váy thiết kế thôi, gen toàn gen nhập khẩu thôi. Bây giờ thử cho các chị à. Thử cho các chị là các chị biết quá là đẹp luôn này. Nhá 280 xả còn 140.000, đủ size SML, XL, ship toàn quốc 30-35.000 tùy xa gần cho em. Ai đặt mã nào, ai ưng mã nào, tất cả có 5 màu và 4 size. SML, XL, 5 màu chủ đạo đấy là đen, hồng, trắng, đỏ, da. Đấy, đen, hồng, trắng, đỏ, da. Bây giờ sẽ vào cho mọi người cái mã sản phẩm ôm nhá. Ủa dù ôm quá là đẹp luôn này. Đấy, đây là mã sản phẩm ôm này. Em đang mặc trên người đây là mã sản phẩm ôm á chả nhở. Chị gái nào mình mua thêm một cái đai này là bao nhiêu tiền ạ? Mua thêm một cái đai da là 10.000, hoặc mua thêm một cái tác hoa hồng này là 10.000 luôn. Cái được chưa nào? Các chị có thể cài vào cũng được, hoặc là mặc sơ cuông mặc không như này cho em cũng xinh được chưa nào? Chị nào lấy váy này thì comment nhanh cho em là gì ạ? Xả từ 280 em xả còn 140.000 nhá. Đúng rồi, lấy đầm như em đang mặc comment cho em là xả đầm ôm á chả nhở. Xả đầm ôm kèm màu cộng số điện thoại. Xả đầm ôm có màu trắng, xả đầm ôm có màu hồng, xả đầm ôm có màu đỏ, xả đầm ôm có màu đen và cuối cùng là xả đầm ôm có màu da. Đầy đủ 5 màu luôn, cũng có đầy đủ 4 size SML cho tới XL. Chị gái nào mình ưng mã sản phẩm đầm ôm này, nhanh chóng chốt nhanh cho em là xả đầm ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại. Số điện thoại bên em vào đơn nhá. Xả váy ôm đúng rồi. Cái đai như em mẫu đang mặc là 250, chị nào có mua không ạ? Rồi ok, nhớ giúp em này. Bán đai da các chị nha, chị nào muốn mua thêm đai da thì đặt cho em được chưa nào. Còn bây giờ chị nào muốn mua mã này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Đúng rồi, xả váy ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại là bên em vào đơn các chị ạ. Nhìn cận cảnh dữ liệu cho em này, hoàn toàn 100% là gen nhá. Gen này là gen theo cái gì đây, gen theo sò các chị ạ nha. Đây là gen theo sò các chị ạ, nhìn cận cảnh cho em này, cực kỳ là xinh luôn. Ok chị gái á, Thúy Nguyên ok, chị lấy thêm một hoa. Cứ lấy thêm một hoa hoặc một đai là giá là cộng thêm 10.000 cho em các chị ạ nha. Đấy, còn chị gái nào mình lấy mã này chốt nhanh cho em là
xả đầm ôm kèm màu xả váy cộng ôm. À xả váy ôm kèm đúng màu rồi. Cộng xếp lại xả váy ôm hoặc là xả váy hoa kèm màu cộng xếp lại, bên em sẽ gọi điện để tư vấn chốt size và các chị nào lấy thêm đai hoặc lấy thêm hoa. Nhưng mà nhớ giúp em chỉ bán kèm cái sản phẩm này thôi, bởi vì là nguyên bản của nó là sẽ như thế này được chưa nào. Còn đúng bình rồi. Thường bên em mua đai là thêm 15.000 đấy ạ, mua thêm hoa là 15.000 đấy ạ. Nhưng mà trên cái số like này chị nào muốn mua kết hợp với sản phẩm này thì là có 10.000 thôi. Đấy. Đấy, đầy đủ 5 màu đây, 2 mã sản phẩm. Ngày hôm nay giới thiệu chị gái là 2 mã sản phẩm, là mã sản phẩm xòe và mã sản phẩm váy ôm nha em ạ. Chị gái nào lấy đầm xòe comment cho em là xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại. Đây bảng màu ở trên đấy ạ. Hồng, trắng, đen, da và đỏ. Em đang mặc đây là mã sản phẩm ôm, có đầy đủ là 5 màu các chị gái nhá. Cũng 5 màu y như bảng màu xòe, đó là đen, đỏ, hồng, trắng và cuối cùng là tông màu da. Hàng đầy đủ size số SML cho tới XL, từ 40 đến 65kg là mình có size vừa cho em luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em nha. Ok chị gái Đặng Bình Hưng nhá. Chị gái nào mình muốn lấy thêm đai hoặc lấy thêm hoa thì tí nữa bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn. Thì các chị gái mình bảo nhân viên bên em là chị lấy thêm cái nọ cái kia nhá. Rồi đúng rồi các chị ơi, bây giờ em sẽ mở ra một cái chương trình giảm giá cho các chị cái váy ôm này của em. Em sẽ xả cho các chị từ 280.000 em xả còn 140.000. Chị nào muốn mua cái váy này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em, có tất cả là 5 màu. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em, váy ôm của em có tất cả là 5 màu. Đấy là màu gì ạ? Đó là màu trắng này, màu hồng này, màu đỏ này, màu đen và cuối cùng là tông màu da cả nhá. Cứ mua một đai hoặc mua một cái hoa. Ok, đặt hàng comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280.000 em xả còn 140.000, của em có tất cả là 5 tông màu và đủ 4 size SML, XL luôn. Từ 40 đến 65kg các chị gái mình bao vừa cho em đầm ôm này. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả đầm ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên. Đúng rồi, váy ôm của bên em có tất cả là 5 màu. Màu đen, màu be, màu hồng, màu trắng và màu đỏ. Từ 40 đến 65 cân mình có size vừa cho em. Nhớ giúp em là hàng của bên em là hàng váy gen thiết kế đủ size SML, XL. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại. Em Dung đang mặc đây là màu đen. Màu đen, màu da, màu hồng, màu trắng, màu đỏ. Từ 280 em xả còn 140.000. Chị nào lấy váy này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Nhớ cho em là thiết kế vân gen này. Các chị nhìn cho em này, gen thêu họa tiết này, thiết kế vân ở bên trong lớp lót màu da. Các chị nhớ cho em lót của em chỉ lót đến cái phần cúp ngực thôi. Cúp ngực hình cánh bướm ở đây, nhưng mà bởi vì ở bên trong lớp lót màu da nó liền thân, mình mặc cảm giác và như em Dung đang mặc là mình cảm giác như là mình đang được lót toàn thân ấy, nhưng mà nó thực sự là nó chỉ lót đến cái phần cúp ngực này thôi. Được chưa nào? Chị nào đặt mã này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280 em xả còn 140, được chưa nào? Đúng rồi, 280.000 em giảm chỉ còn là 140.000. Chị gái nào mình ưng mã này chốt nhanh cho em là xả váy ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại, đen, đỏ, hồng, trắng và cuối cùng rồi, là tông okay, màu da. Chào tất cả các chị gái luôn. Đấy. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại từ 280 mình xả còn 140, được chưa nào? Đúng chị rồi. Nào muốn mua thì chốt nhanh cho em xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại, được chưa nào? Đúng rồi, xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn các chị gái nhỉ? Bao nhiêu ạ? 280 ngày hôm nay chỉ còn là 140.000 thôi, quá là rẻ luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Áp dụng các chị gái nào có đơn hàng ở trên livestream ngày hôm nay, tăng cho em bạn bè người thân vào đây để muốn mua các chị nhỉ. Đúng rồi các chị này, đúng rồi, có chỉ có là 100 bao nhiêu tiền ạ? 140.000 thôi. 140.000, nhưng mà chị nào mua thêm hoa, mua thêm tắc cài thì thêm tiền cho em, được chưa nào? Nhớ giúp em là bây giờ 140.000 chỉ bán mỗi váy công thôi. Còn chị nào muốn mua thêm hoa nhưng mà đang canh đang đeo kia thì là 150.000 cho em. Riêng size XL là thêm 5.000 cho em, nhớ giúp em này. SML là 140.000, riêng XL là 145.000 cho em. Nhớ giúp em là riêng size XL đắt thêm cho em 10.000, à đắt thêm cho em 5.000. Và chị em nào mà muốn lấy thêm đai hoặc muốn lấy thêm hoa là thêm cho em 10.000 nữa, được chưa nào? Chị đúng lại rồi. Băng được chưa ạ? Ok, nhớ giúp em này, kèm thêm hoa mình mới là 150.000, riêng XL là 155.000, còn không kèm thêm hoa là 140 và 145.000 cho em. Được chưa nào? Chị nào lấy mã này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em, hoặc là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Nhớ cho em từ 280 ngày hôm nay các chị được mua với giá xả là còn 140 thôi. Đấy, còn chị nào muốn thêm đai hoặc muốn thêm hoa, muốn thêm phụ kiện là thêm 10.000 thành 150.000 cho em, được chưa nào? Đặt hàng comment cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại giúp em, được chưa ạ? Còn ai đặt hàng comment chốt nhanh cho em nhá. Xả váy xòe và xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280 xả hết còn 140. Ai đặt hàng chỉ cần nhấn cho em một nút chia sẻ vào tường cá nhân, một nút chia sẻ vào các hội nhóm là mình có đơn hàng, được chưa nào? Xả váy xòe và xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại. Rất là xinh luôn, không phải nói nhiều luôn.
Ok này, đúng rồi, xả váy ôm và xả váy xòe cho em nha. Đúng rồi, em đang mặc trên người là mã sản phẩm váy ôm màu da thế nhở, quá là xinh luôn đúng không ạ. SML là 140.000, XL là 145.000 cho em các chả nhở. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả váy ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại màu da này. Chị gái nào mà da hơi ngăm ý, mình mặc màu da này thì cực kỳ là xinh luôn. Em cho chị gái mình xem cận cảnh chất liệu cho em này. Cận cảnh chất liệu cho em này. Đấy, hàng hoàn toàn 100% là gen thiết kế. Ngày hôm nay bán với cái giá xả chỉ bằng một nửa cho so với giá bình thường thôi. Cho nên là có chị gái nào mà mình đặt hàng nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc các chị gái nhỉ. Là xả váy ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại đen này, da này, đỏ, trắng và hồng, ưng tông màu nào để lại cho em đúng cú pháp đặt hàng. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size số tất cả các chị gái mình luôn. Hàng đầy đủ size từ S cho tới XL, từ 40 đến 65kg là mình có size vừa cho em. Còn chị gái nào mà mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em nhỉ. Bên em chuẩn bị kết thúc livestream ngày hôm nay rồi. Cho nên là còn chị gái nào mình đang đặt hàng chưa lên đơn thì nhanh chóng chốt nhanh cho em. Đúng rồi, ok chị Hải Hòa Ruby em vào đơn nhá, Nguyễn Yến bên em vào đơn này. Đúng rồi. Hàng xả anh váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em, hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em nhá. 57 cho em size L chị gái ơi. Đúng rồi, hàng đầy đủ size. Từ 40 đến 65 cân mình có size vừa cho em. Từ 40 đến 65 cân SML, XL cho cả hai dáng luôn. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại được chưa nào. Từ 280 ngày hôm nay các chị sẽ được mua với giá xả còn 140.000. Em Dung đang mặc đây là màu da. Mã này của em có tất cả là 5 màu: màu da, màu hồng, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Chị nào lấy mã này comment cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Nhớ cho em này, bình thường các chị gái mua một chiếc là 280.000, ngày hôm nay mua hai chiếc một có 280.000. Khuyên thẳng lấy một xòe một ôm về mặc để mà thay đổi được chưa nào. Đúng rồi, lấy cho em hai chiếc về mà thay đổi. Hôm nào mình thích đi đâu cần sự sang trọng lịch sự thì mình lấy cho em con đầm ôm, mặc cho em đầm ôm. Hôm nào đi đâu đi chơi kiểu là thích cần sự yểu điệu này, nhẹ nhàng tinh tế thì mặc cho em con xòe hai dáng này. Nói lên hai phong cách của hai người khác nhau luôn này. Đúng rồi, 58kg nếu mà mặc size L nếu eo nhỏ, còn size XL nếu eo to chị gái nhá. Ok, là chưa nhận được hàng cho em lại số điện thoại để bên em kiểm tra lại đơn hàng chị gái ơi. Còn chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang dở đơn hàng thì nhanh chóng chốt nhanh cho em. Chị gái Hiền Phan ơi, em đang mặc không phải là mã sản phẩm gen tay lỡ đâu chị gái nhá. Em đang mặc đây là mã sản phẩm đầm ôm chị gái Hiền Phạm nhá. Tay rồi. Lỡ là tay lỡ, còn đầm ôm đúng là rồi. Đầm ôm. Váy này của em nó cũng là tay lỡ, nhưng mà cái này gọi để phân biệt với cái mã kia đấy chính là gì ạ? Đầm váy ôm các chị nhá. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Xả váy xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em được chưa nào? Đặt hàng comment cho em là mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Em đang xả từ 280 còn 140.000 cho hai mã sản phẩm mới. Hàng đúng mới rồi. Về em cũng xả luôn, xả để cho các chị được mua với giá rẻ được chưa nào. Bây giờ sẽ thử cho các chị màu hồng được chưa nào. Hồng, trắng, da, đỏ, đen, màu có tất cả hai mã đều có 5 màu giống hệt nhau luôn. Đủ size SML, XL từ 40 đến 65 cân mình có size vừa cho em. Các chị ơi nhớ cho em này, còn chị nào muốn mua tay lỡ là dáng khác nha các chị nhá. Hai dáng này đều là tay lỡ cho nên em không thể nào mà gọi tên đây là mã tay lỡ được. Còn chị nào mà muốn mua tay lỡ thì là một mã sản phẩm tay lỡ riêng. Chị nào muốn mua mã bên kia comment cho em là váy ôm. Chị nào muốn mua váy bên này comment cho em là váy xòe. Váy ôm và váy xòe các chị nhá. Hai mã sản phẩm ôm và xòe để cho nó dễ phân biệt, bởi vì nhỡ sợ nhầm lẫn với cái mã sản phẩm tay lỡ. Ok, 54 cân mặc vừa cho em, từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em được chưa nào? Từ 40 đến 65kg mình mặc vừa cho em nha các chị ạ nhỉ. Đầy đủ size SML cho tới XL luôn này. Em đang mặc đây là mã sản phẩm gì ạ? Em đang mặc đây là đầm ôm các chị ạ nhỉ. Váy ôm mã sản phẩm màu hồng này. Váy ôm hồng. Chị gái nào mình lấy váy màu gì chốt nhanh cho em, màu hồng cũng xinh này các chị ạ ơi. Nói chung là màu gì cũng xinh luôn. Cái phần này là gen thiết kế, đây là hột sò các chị ạ nhỉ. Đấy. Đúng rồi, váy gen theo sò cực kỳ đẹp luôn. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm. Váy này của em là váy ôm, từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Bên em ạ, giờ bên em mười mấy số điện thoại, bên em không biết là ai mà gọi được các chị nhá. Inbox cho em, nếu có vấn đề gì mọi người inbox cho em được chưa nào. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em, đủ size từ 40 đến 65 cân là mình có size vừa. Ok, em đang lên đơn hết cho tất cả những chị nào để lại cú đúng cú pháp. Xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại đấy đúng chưa ạ? Từ 280 em xả còn 140 được chưa nào? Đúng rồi, 280 còn 140, 280.000 ngày hôm nay chỉ còn là 140.000. Còn chị gái nào mình đang còn lăn tăn, đang còn giang dở đơn hàng thì nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đơn hàng, đó chính là gì ạ?
xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại là bên em vào đơn. Đến đến cái thời điểm này là hiện tại bây giờ em đã lên cho chị gái là hai mã sản phẩm đầy đủ màu của nó rồi. Cho nên là còn chị gái nào mình đang lăn tăn thì nhanh chóng chốt nhanh cho em. Xòe bên em bảng màu 5 tông màu đỏ, hồng, trắng, da và đen. Xòe ôm như em đang mặc có đầy đủ là 5 tông màu da, trắng, hồng, đỏ và đen. Hai mã sản phẩm này đều đầy đủ 5 màu và đầy đủ 4 size chả nhỉ? SML cho tới XL từ 40 đến bao nhiêu ạ? Từ 40 đến 65kg là mình có size vừa cho em luôn. Trong khoảng cân nặng đó đặt hàng chốt nhanh cho em. Đầm ôm dáng là dáng ôm body, đầm xòe dáng là xòe phồng tự nhiên. Hai dáng hoàn toàn là khác nhau nhưng mà đồng giá là 140.000 cho SML. Riêng XL là 145.000, thêm đai da hoặc là thêm bông à, bên thêm cái tác cài hoa là mỗi sản phẩm thêm cho em 10.000 nữa chả nhỉ. Ok cho em ạ, 55kg mặc bao vừa cho em size L chị gái ơi. Đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc, bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn trực tiếp tư vấn cho tất cả các chị gái mình luôn. Chỉ cần để lại mã, để lại màu và để lại số điện thoại thôi đấy ạ. Còn bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị kết thúc live stream tại đây rồi. Còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em cứ 140.000 thôi. Okay, ấy xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng xuân thoại cho em được chưa nào? Bây giờ thử nốt cho mọi người cái màu trắng nhá, là màu trắng nữa là hết màu của mã ôm rồi đấy. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng xuân điện thoại cho em là đây, mình đây, có đơn được chưa nào? Từ 280 em xả còn 140, cái giá này là giá bao rẻ nhất Việt Nam rồi. Các chị nhìn cho em này, xòe của em có 4 màu à, có 5 màu, ôm cũng có 5 màu. Xả váy xòe và xả váy ôm từ 280 em xả còn 140 các chị nhá. Ship toàn quốc 30-35.000 tùy xa gần. Nhớ cho em là các chị đang được mua hàng với giá rất là đẹp, cho nên là các chị comment đúng cú pháp cho em. Xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại, nhấn một nút chia sẻ với tường cá nhân, một nút chia sẻ vào các hội nhóm là mình được giảm hẳn 140.000 đấy ạ. Từ 280 mình giảm hẳn 140.000 khi mình chia sẻ buổi live. Tội gì không làm được chứ nào. Ok, cho xem váy xòe chồng chút chị nhá. Chị nào đặt hàng comment cho em là xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280 em xả hết còn 140 nhá. Bây giờ em sẽ ra cho chị gái xem đầm ôm màu trắng á chả nhá. Bây giờ em sẽ ra cho chị gái xem đầm ôm màu trắng đây. Đấy, em đang mặc đây là đầm ôm màu trắng, nói chung là màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn. Ok này, lấy một tim lá, ok chị gái luôn này. Chị gái nào muốn mua xỉ vào inbox cho bên em nhá. Em đang mặc đây là mã sản phẩm gì ạ? À? Em đang mặc đây là mã sản phẩm Váy ôm màu trắng á chị nhá. Rồi ok, váy ôm toàn bộ chất liệu gen thêu sò cực kỳ đẹp, gen thêu họa tiết này, thiết kế viền cổ cổ là có thiết kế là xéo họa tiết hình chữ V, cực kỳ là xinh luôn, tạo cảm giác mình rất là sang chảnh luôn nhá chị nhá. Từ 280 em xả còn 140.000. Tình yêu nào đặt mã này comment cho em là gì ạ? Là váy ôm kèm màu cộng cho em số điện thoại các chả nhá. Váy ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn. Váy ôm trắng, váy ôm đỏ, váy ôm hồng, váy ôm đen và cuối cùng là váy ôm da. Hiện tại bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Còn chị gái nào đúng mà mình đặt hàng thì rồi, nhanh chóng chốt nhanh cho em đi nhở. Váy ôm hoặc xòe kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280 em xả còn 140.000. Có tất cả là 5 tông màu, màu trắng, màu da, màu hồng, màu đỏ và màu đen. Đủ size SML, XL từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Chị nào lấy mã này comment nhanh cho em là xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Mã đang canh căng mặc kia là màu đen, màu da, màu trắng, màu đỏ, màu hồng. Từ 40 đến 65 cân mình có size vừa nhá các chị nhá. Từ 40 đến 65 cân chị gái nào đặt hàng cứ thế chốt nhanh chốt gọn và chốt lẹ cho em nào. Đúng rồi, còn chị gái nào mà mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em nhở. Xả đầm ôm kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn này. Hiện tại bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị kết thúc live stream ngày hôm nay tại đây rồi. Còn chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng chốt nhanh cho em. Ưng đầm ôm chốt đầm ôm, đừng ưng đầm xòe chốt cho em đầm xòe. Còn bây giờ bên em xin phép được chuẩn bị kết thúc live stream tại đây. Xin chào tất cả các chị gái nhá. Đúng rồi, chị nào đặt hàng cứ tiếp tục để lại comment cú pháp ở trên này giúp em. Rồi ok, xem váy xòe vào fanpage của bên em. Nhớ theo dõi fanpage của bên em ở chế độ xem trước để luôn nhận được thông báo khi nào bên em live stream bán hàng đẹp giá rẻ được chưa nào. Các chị nhớ tiếp tục theo dõi live stream vào fanpage của em, nhấn nút theo dõi và xem lại những cái live stream khác để có thể chốt được cho mình cái mã sản phẩm khác hoặc là xem những cái dáng khác được chưa nào. Xả váy xòe hoặc xả váy ôm kèm màu cộng số điện thoại cho em. Từ 280 em xả còn 140.000 giúp em được chưa nào.